Tuấn Hùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Hùng sẽ di chuyển lên nhà của vợ chồng A Tráng. Bé Thúy Xuân là cũng đã chuyển ra ăn dặm rồi. Với lại là sữa trước đây Tuấn Hùng mua cách đây gần tháng, Tuấn Hùng mua 3 lọ thì đã hết rồi. Đó, và cái quỹ mua sữa cho bé thì còn có 550.000 đồng thôi. Quỹ mua sữa của bé thì còn 550.000 đồng. Thì hôm qua Tuấn Hùng nhận được sự đóng góp tiếp theo của chú Danh Trung 500, của anh Bình Hồ 500 và của cô Tâm Minh 500.000 đồng. Hiện tại là quỹ mua sữa của bé Thúy Xuân lại tăng lên 2.050.000 đồng. Và chiều nay thì Tuấn Hùng muốn đi vào trong đó để thăm cái cánh tay A Tráng là hiện tại điều trị đến đâu rồi. Và Tuấn sẽ mua cho bé cái bột ăn dặm. Có lẽ là bây giờ bé đã ăn dặm rồi. Tuấn gọi điện thì nghe nói bố mẹ bé bảo là cho ăn bột rồi. Đó. Cái bột ăn dặm này là loại ngọt hay loại mặn cô? Cái này là mặn này, cái này là ngọt này. Mặn à? 95.000 một hộp à? Còn loại ngọt? 80.000. Loại ngọt là 80.000 à? Cô cho hai loại đi nhỉ? Cô lấy hai loại đi. Rau củ quả, gà rau củ quả hay bò rau củ quả? Với cô cháu một bịch bỉm nữa, một bịch bỉm á. Bỉm cho bé 4-5 tháng rồi ấy. Vâng, đúng rồi, lấy heo đi, khoảng độ 5 tháng rồi. Cho cháu một bịch to bịch nhỏ cũng được. Vâng, bịp quần, lấy cho cháu bịp quần đó. Sau đó là Tuấn sẽ lên chỗ cửa hàng dược để mua thêm cái sữa. Sữa mà hàng tháng là Tuấn Hùng vẫn mua đấy. Đấy, còn hai cái bịch ăn dặm này, một ngọt một mặn là để cho bé ăn thử xem hợp cái nào thì hợp cái nào thì lần sau Tuấn Hùng sẽ lại tiếp tục mua cho bé. Bao tiền cô? 385.000. 385.000. Trước cháu toàn ăn cái này. Mình ăn, sôi, 385 thì cứ mua cho bé ăn thử xem là như thế nào. Cái này là pha nước nóng này cô nhỉ? Pha nước nóng này. Vâng. Bây giờ Tuấn sẽ lên cửa hàng dược mua thêm hai bịch sữa kia nữa. Tuấn sẽ vào mua thêm hai cái lọ sữa mà hàng tháng bé vẫn đang dùng. Vì bây giờ bé mới đang tập ăn dặm thôi nên là mua trước cho bé thử ăn dặm cái kia. Chị Thu ơi, cho em hai hộp sữa như mọi lần. Sẽ lấy thêm hai hộp nữa để xem là cái tình hình bé còn uống sữa nhiều hơn hay là ăn dặm nhiều hơn. Nếu mà ăn dặm nhiều hơn thì sẽ chuyển ra ăn dặm đó. Các bạn ơi, bé thì ăn được cái sữa này. Này lấy hai hộp thôi, hai hộp là đi 440.000. Tuấn Hùng đã mua xong hết cái sữa với bị mà bây giờ thì sẽ di chuyển lên đó. Nếu còn cái thời gian thì Tuấn muốn tiếp tục quay lại chỗ nhà anh dùng cô đơn đó, để xem là anh ấy ăn ở như thế nào. Và anh ấy có muốn dựng tạm cái bạt thì Tuấn sẽ giúp anh ấy dựng để ở cho nó đỡ vất vả. Tuấn Hùng đến thèn chú Phìn rồi, đến nhà anh Trư thì đang khóa cửa. Bé Thành là đang học ở trên kia phải không? Các cháu có học cùng lớp bé Thành không? Có à? Thế bé Thành không xuống đây à? Bảo bé Thành xuống đây chú Tuấn cho kẹo. Ô, chú bảo bé Thành xuống đây. Hôm nay Tuấn Hùng đi lễ 15. Cũng còn một ít lọc bánh kẹo để tán lọc cho bé Thành, cho các bé ở trên tiểu học đấy ăn. Các bạn có thể nhìn thấy sương mù bao phủ khắp nơi luôn. Ở trên này thì rất là rét. Và nếu mà ở đây có tuyết thì xã Thèn Chu Phìn này là một trong 3-4 xã
sẽ chịu ảnh hưởng bởi băng giá và tuyết. Hiện tại thì các bé là vừa mới có trống vào lớp. Khi Tuấn vào đây thì các bé còn đang chơi ở sân trường. Bé Thành thì học ở trên kia. Đấy, nhìn thấy một chút cái mái trường màu vàng trên kia. Tuấn lấy cái gói bánh kẹo cho bé Thành xong sau đó Tuấn sẽ di chuyển lên luôn trên chỗ nhà của A Tráng. Tại vì là sương muối xuống rất là nặng như thế này thì lên trên đó chắc chắn là sẽ rất là sương rồi. À, có áo khoác hơi đẹp ấy nhỉ. Thế là đang ra chơi hả con? À, thầy giáo đang cho ra chơi đúng không? Hôm nay 15 chú Tuấn đi lấy, chú Tuấn có gói kẹo này. Tán lộc cho bọn con một chút. Đây, chia cho các bạn ăn với nhá Thành nhá. Đây, thạch này với lại kẹo này. Thế áo rét đủ mặc không? Tay hết đau chưa? Chú Tuấn xem nào. Ôi dồi, vẫn còn ghẻ thế này à? Ôi dồi, còn ghẻ nhiều, còn đau nhiều không? Thế tuần vừa rồi là trốn đi đâu ngủ ấy? Hả? Chú Chiêu đi tìm không được, cả anh Phong đi tìm không được. Tối hôm đấy con ngủ đâu? Ngủ nhà anh Vàng ấy, ngủ ở đâu ấy? Ngủ nhà anh Vàng á? Thật không? Phải thật không đấy? Thế là đi ngủ ở nhà bạn nào rồi? Phải chú Chiêu với lại anh Phong đi tìm đúng không? Tối hôm đấy ngủ nhà anh Vàng à? Ừ. Có lạnh không? Mặc như thế có lạnh không? Vẫn lạnh á? Áo khoác thế này vẫn còn lạnh á? Kém đấy. Các bạn đây là được nhà trường phát áo cho đúng không? Thế con có được cái áo kiểu kia không? Được. Được à? Nhớ là chia cho các bạn ăn với nhá. Nhớ chưa? Còn bây giờ chú Tuấn đi lên trên nhà chú Tráng lên thăm em bé ở trên kia. Chia cho các bạn ăn với nhá. Có ăn quả xoài không? Hả? Nhưng mà có dao bóc không? Hả? Không có ăn dao bóc thì làm sao mà bóc được? Thôi ăn thạch với ăn kẹo đi. Quả xoài con có dao bóc đâu mà. Bây giờ chú Tuấn lại lên trên nhà em bé. Lên trên nhà em bé của chú A Tráng. Sắp vào lớp chưa? Vừa mới ra chơi xong á. Thế con bóc kẹo với lại bóc thạch cho các bạn ăn với nhá. Nhá. Cầm lên trên lớp ăn. Để tí còn vào lớp học. Mang bánh kẹo lên ở gần lớp ăn như thế thì cái túi bánh kẹo này nhớ là phải để vào trong cái thùng rác này nhá. Thấy chưa? Có thùng rác không? Trên lớp có thùng rác gì? À, chú anh Chư đâu nhỉ? Này chú Tuấn cho con 10.000 tiền nhé. Để tối ăn cái gì thì ăn nhé. Thấy chưa? À đây rồi, chú anh Chư đây rồi. Chơi em bé đi đâu về? Em bé đi chơi về nhỉ? À. Rồi ôi, uống sữa. Uống sữa không? Đấy, còn bóc kẹo về bóc thạch ra chia cho các bạn ăn với đi. Anh đi chơi mà. Nên là bây giờ là tiền chú Tuấn gửi cho anh chưa hết rồi đúng không? Nên là không có cái gì ăn nữa rồi. Bây giờ không được ăn quà vặt nữa rồi. Hết tiền rồi là không được ăn quà vặt nữa rồi. Ở đây em có sữa Milo mà nhỉ? Milo có. Có gì? Nếu mà một ngày hàng ngày có gì 6 ở địa đạo Củ Chi gì hỗ trợ thêm 300.000 nữa thì gửi ở quán em thì em cho cháu Thành là một ngày 2 cái hộp sữa Milo cho anh. Không cho nó ăn linh tinh đâu. Cho nó cứ mỗi một ngày 2 hộp sữa Milo được rồi. Quản lý. Nó mới chịu ăn cơm. Ba
bóc chia cho các bạn mình nhé. Ở đây chia cho các bạn đi con, với bạn một lọ thạch. Còn gói bánh thì con cầm lên lớp nhá, tí bóc xong là chia cho các bạn nhé. Đấy, cầm cái gói bánh lên lớp tí chia cho các bạn ăn nhá Thành ơi nhá. Lên lớp chia cho các bạn mới, các con lên lớp đi, xong tí vào lớp thầy cô giáo gọi vào lớp, lại còn chẳng biết giờ vào lớp. Các bạn có thể nhìn thấy là sương bay ở ngay phía trên đầu thôi, trên núi đây rất là nhiều sương luôn, và thác nước thì vẫn đổ như vậy, rất là đẹp, thác của thành Trúc Vinh. Nước suối thì rất là trong, trong xanh luôn. Ở đây rất là cao, chiếc cầu này cũng rất là cao. Sương mù bao phủ trắng hết tất cả các đỉnh núi rồi. Thác nước thì vẫn đổ xuống rất là đẹp, như một mái tóc trắng. Lại tiếp tục cuộc hành trình lên nhà A Tráng thôi. Các bạn có thể nhìn thấy sương mù bao phủ và những thử dụng bậc thang mùa này thì người dân là để không đây. Đó, để không hết. Những con trâu thì cũng mất giá. Thịt trâu trước đây thịt trâu mà người dân bán là 300 một cân, 280 một cân, thì bây giờ thịt trâu, trâu thịt chỉ có giá là ấy thôi, có giá là 180.000 một cân thôi. Con trâu này rất gần này. Thế là cô nhé, đi chăn trâu á cô. Cháu về. Vâng, cháu về cháu lấy sữa đi cho em bé của nhà A Tráng ấy. Ồ, chỗ nhà dùng cô đơn kia là bây giờ vẫn thấy hình như có bóng người ấy nhỉ? Biết. Phải con kia có phải nó không nhỉ? Biết. Thấy. Sương nó bao phủ mờ quá. Các bạn có thể nhìn thấy là mây nó bay ngay trước mặt luôn. Đó. Rất là lạnh. Vâng, ở trên này thì lạnh lắm. Từ đây vào đến nhà Tráng thì chỉ còn khoảng độ vài trăm mét thôi. 500 mét nữa là đến rồi. Phong cảnh rất là đẹp. Sương răng. Đến nhà Tráng. Ô, sao lại bó kia em? Bó thuốc nam. Lại bó thuốc nam vào hả? Bó cho nó thuốc lên thịt. Cho nó lên thịt á? Ai lấy cho? Nhưng mà về đây anh xem là cái thuốc của cô Nguyệt bôi là nó đỡ nhiều chưa? Là nó khô hết chưa ấy? À, là nó khô hết rồi gì? Nhưng mà bỏ cái thuốc này chỉ là thì nó lại... À, để nó kéo thịt ra. Kéo thịt ra hết cái sơn này. Cái sơn này là có thịt hết rồi. Có thịt chưa? Có rồi. Có rồi à? Có hết rồi. Nếu mà không có thịt là phải đi chặt ra đấy. Không có thịt là chặt ra nấu canh thôi nhỉ? Ôi ôi, đây các bạn có thể nhìn thấy này, sương nó rơi lả tả luôn. Đó. Sương nó rơi như mưa luôn. Ôi, em bé đâu? Em bé bà, vợ đâu ấy? Đi bằng ngoại. Vợ lại đi bằng ngoại à? Nó đi bằng ngoại làm gì ấy? Đi đào củ sắn. Đi đào củ sắn á? Tối quá nhỉ? Sương mịt mù. Em bé là bà đang, bà nội là đang điệu à? Mấy vợ nó đi lâu chưa? Đi từ thứ hai rồi. Dạo này chịu khó đi thế nhỉ? Đi đào củ sắn à? Để lấy về cho lợn à? Đi làm thuê á? À? À, đi làm thuê để kiếm tiền à? Ôi, trời mưa với cái nền nhà cũng ẩm ẩm đi nhỉ? Ôi, lạnh quá. Nên là ông chú lấy cho à? Thôi đấy, lấy ở đâu về?
Đây bên này có. Bên này cũng có đấy gì? Vâng, có. Ông ấy chỉ thuốc cho gì? Ông chỉ thuốc cho mình phát tỷ lệ lấy. À. Nhưng mà đắp vào thì thấy thịt nó có phủ lên xương chưa? Có đấy. Nó phủ lên rồi gì? Ừ, đúng ạ. Còn cái thuốc của cô Nguyệt thì bôi ở đây là bây giờ hết hoại tử rồi đúng không? Đúng ạ. Không thối nữa đâu đúng không? Nó không thôi, thuốc ở cung người nó bôi thì nó Khô hết nhỉ? khô khô hết này, không thấy thì nó không thấy. Ồ, cái thằng bé này nó không mặc áo khoác là nó không thấy lạnh à? Nó đi chơi quá nó không thấy lạnh. Chạy nhảy là nó nóng người đấy nhỉ? Cái này thấy chạy nhảy thôi. Thế là vợ đi đào sắn thuê thôi gì? À, đúng ạ. Ở bên bà ngoại. Bên bàn ngoại Đi từ thứ hai rồi. đúng. Bây giờ cái vết thương đấy còn ngứa nhiều Có không? Ngứa à? lại ngứa vì này là ngứa ngứa Chả biết là bây giờ nó có lên hết thịt không? Thế ngón tay động đậy được tí nào chưa? chưa Không 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 tập động đậy à? vẫn nó không Nó cứng rồi à? vì này nó cũng cứng đấy Nhưng mà có lạnh không hay là nó ấm ấm thôi? nó ấn tí rồi. Ấm ấm một tí à? Vâng. Thế còn ngón này, ngón cái. Ngón cái này là viết rồi ấy. Động đậy được không? Nó chưa. Chưa. À, bên này là vẫn chưa chưa cử động. Phải tập dần đi, không ai là nó cứng ra thì không không bị ấy được đâu. À. Tức là khi nào mình cũng phải lấy tay mình bên kia mình nắn nắn bóp bóp nó để cho nó mềm cái thịt nó ra, xong là để cho các cái mạch máu nó lưu thông, nó hoạt động dần thì mới được. Vâng. Không là mai này nó liệt hẳn này. Tức là cái ngón tay thì nó bây giờ hiện tại nó vẫn sống nhỉ. À. Mới tội là nó không động đậy được thôi đúng không? Nó đứt gân rồi. Ừ, đúng đấy. Nhớ không có gân thì nó không khởi động được nhưng mà mới sống được đấy tay này. Nếu mà ngày trước mà cắt cụt đi thì bây giờ nó khỏi lâu rồi nhỉ. Ừ, đúng đấy. Nhớ cắt cắt thì bên này thì nó khỏi lâu hơn Tháo từ khớp đấy đi. rồi. Hôm nào đi vào rừng tìm cái con rắn đấy xong đập chết nó trả thù nhỉ. À, Có trả thù nó nó không không? biết là đi chạy đi lâu ấy, tìm được Con đấy nó to không? có Con đấy nếu mà tính ra nó được khoảng mấy cân? chưa biết được nữa, khoảng hơn 1 cân ngắn rồi mà không dày đâu Con đấy nó ngắn ngắn rồi mà ngắn nhỉ. ngắn. Nhận là con rắn rất là độc. Em bé là hết bỉm rồi đúng không? Còn mấy cái thôi đúng không? Còn Hôm mấy cái nay thôi. anh lại tiếp tục cuộc hành trình là sẽ mang bỉm với lại sữa lên cho em bé. Em tự xem đây. Đây là hai cái bịch sữa như lần trước nhé. Đây là hai cái bịch sữa như lần trước. Đấy. Giống như lần trước thôi để pha cho em bé uống. Còn hôm nay anh sẽ mua thêm hai cái lọ. Đấy là cái này là bột ăn dặm cho bé này. Cái này là pha giống như pha bột đấy. Pha giống như pha Không, không phải pha sữa đâu nhé. Cái này pha vào cái bát xong là mình lấy thìa mình bón đấy. đúng. Nó như kiểu bột đấy. Nhá, cái lọ bé này này. Vâng. Thì ở đây nó có hai loại. Đây là gạo sữa. Cái loại này là loại ngọt này. Cái loại này bột ăn dặm ngọt. Còn cái loại này là loại mặn. Đấy, cái loại này là có thịt lợn. Đấy, cái này là pha giống như mình pha vào bát đấy. Pha vào bát xong là lấy thìa nhiều em nghiền bột ra em quấy cho bé ăn như thế nào cái này nó cũng pha như thế thôi. Vâng. Đấy, pha nước nóng cho nước nóng vào nó đặc đặc. Xong là cho em bé ăn. Đấy. Đây là một cái bịch bỉm to. Đấy, cái đợt trước tiền quỹ của em bé là còn 550 rồi. Hôm nay mua cái này Tiền có đủ không đủ đâu, mua không? cái này còn vượt quá rồi chứ. Nhưng mà hôm qua anh Bình Hồ anh lại hỗ trợ thêm 500 nghìn, chú Danh Trung lại hỗ trợ thêm 500 nghìn, cô Tâm Minh hỗ trợ thêm 500 nghìn. À, là hỗ Thế trợ là tổng quỹ lại lên được 2 triệu 050 nghìn. Thì hôm nay anh mua hai cái hộp sữa kia thì nó vẫn giá là 220 một hộp thôi. Là đi 404 này. Còn bỉm với lại hai cái hộp bột ăn dặm kia là 385 nghìn nữa. 385 với 240 là đi thành 585.
là đi thành 625.000. Đấy, hôm nay mua là hết 625.000 đấy. Hôm nay mua lại hết 625.000. Ừ. Nếu mà có 550 thì anh sẽ bù thêm, nhưng mà các ông bà Danh Trung, bà Tâm Minh với lại bác Bình Hồ lại hỗ trợ tiếp cho bé để bé có cái ăn cho bé mau ăn chóng lớn. Còn em bây giờ tay như thế này thì làm sao mà kiếm được tiền mua bột mua sữa cho con được. Đấy, vợ thì lại đi sang bên ngoại để đi làm thuê, đi đào sắn thuê. Đấy, vất vả. Em gọi bà bê em bé sang đây. Vâng. Em bé đang sửa lửa. Sửa. Em bé đang sửa lửa, lấy bìm thay à? Lấy bìm thay. À, đi sang bên bà. Trên này lạnh nhỉ? Trên này lạnh quá. Trên này thì rất là lạnh luôn. Cháu chào chú nhé. Yeah. Em mày cười. Cũng ăn sữa ngoài như thế nhưng mà nhìn cũng mập lắm nhỉ. Cũng mập lắm, đáng yêu lắm nha. ăn bột rồi á? Vừa ăn. Ăn bột rồi thì em lấy cái bột ăn dặm cho con ăn. Vâng. Ừ. Ê. Bác Tuấn lên cười hả? Bác Tuấn lên thăm lên cười đúng không? Vui lắm đúng không? Lại có sữa này, có bỉm nhờ, nhỏ. Chào ba nha. Ba mang sữa về cho con nha. Ê. Hôm nay có sữa nên là có sữa mới này, có bột ăn dặm mới này nên là bé vui quá, bé Thị Xuân bé cười. Ôi rồi. Một tay vẫn bế được con này. Một tay bế được nhưng mà bế được như thế này thôi. Hay vui. Sợ ạt á. Từ lúc nhỏ như thế này nói tiếng mông với nó nhiều, mai này là nó nói tiếng mông rồi nhỉ. Nói tiếng mông nhiều thì rất là lớn thì nói tiếng mông. Không hớt lắm. Nói chung là con khỏe mạnh như thế là vui rồi em ạ. Em bé cứ khỏe như thế, vừa khỏe mạnh nha, ăn tránh trong lớn như thế là vui lắm rồi. Bằng giờ này năm sau là biết đi rồi nhỉ? Một năm sẽ ra biết đi đấy. Một năm nữa là tập biết đi rồi. Biết người rồi. Lạnh quá. Ê, gái ơi. Gái à. Hôm nay bác mang sữa lên cho con nhá. Đây mà. Hôm nay bác mang sữa lên cho con nhá. Ăn nhanh chóng lớn nhá. Ừ, các ông các bà lấy sữa lên cho con. Ừ, ăn nhanh chóng lớn nhá. Lớn lên để giúp bố nhá. Giúp bố giúp mẹ nhá. Ừ.
Ở trên này lạnh quá. Trên này lạnh quá. Sao không đội cho con cái mũ mũ rơi kìa. Mũ ông nhặt mũ đội cho. Kia mũ ở ngoài kia. À. Đúng là có một tay mất đi một tay làm cái gì cũng khó nhỉ. Đúng rồi. Làm cái gì nó muốn động đến nhưng mà không làm được gì ấy. Cái em bé này thì đi nghịch cát này. Chân tay toàn cát luôn, toàn đất luôn. Tháng 12 chị bố mẹ nó về rồi. Bố mẹ nó đi làm công ty à? Hay làm tận Đắk Lắk? Đi tận Đắk Lắk. Đi được một năm rồi. Đi được một năm rồi á? Cứ thả nó ở nhà thôi. Có. Nó đi đến Tết là chị về nhà. Đi cáo hôm chủ nhật anh đưa Dung về mà nhưng mà nó ngủ khổ nhỉ, bây giờ nó ngủ ở dưới cái bạt đấy thôi. Đúng đấy. Đang muốn kêu gọi giúp ai Dùng làm nhà quá nhưng mà cũng chưa có nhiều người giúp hết. Kênh anh còn bé quá, nhiều khi nghĩ cũng thấy tủi thân. Tiếp xúc với Mạnh Thường Quân mình còn hạn chế quá. Nên là thấy cái cảnh nấu cơm ăn không thôi mà. Quanh nhà có cái gì thì nhặt cái đấy nấu lên ăn cùng thôi. Con chó cũng không có gì ăn, con chó gầy gầy gầy. Chó cũng gầy, con mèo đấy thế là có gì ăn không ấy. Đúng rồi. Nó nghèo quá, nó nuôi được con gà đẻ được 18 quả, nó lấy 8 quả trứng đi bán. Còn 10 quả nó để cho con gà ấp nở rồi. Nó cứ đi rừng ấy, của anh Dùng ấy. Nó cứ đi rừng thôi. Đi rừng là đi cùng của anh Lau thôn chính trường này đi mà. Nó đi rừng suốt nên là không gặp nó. Đợt vừa rồi đi thì mới gặp nó. Đúng. Bần này cũng muốn lên trên đấy lắm nhưng mà không thấy nó ở nhà, chắc nó lại đi rừng rồi. Nó ở nhà nó không ở lâu, cứ về ở ở nhiều hơn của anh Lau ấy. Nhà anh Lau. Nó hay về chỗ nhà anh Lau kia ở chỗ nào ấy? Ở bên này. Bên này á? Cái nhà ngay mòm mòm đây á? Không. Tiến đến trường đấy. Tiến điểm trường kia á? Vâng. Nhìn nó tội nghiệp lắm, anh muốn kêu gọi giúp nó làm nhà. Chứ nó ở như thế này đến Tết về không biết nó đi đâu. Làm gì Tết người ta cho vào nhà người ta chơi suốt thế nhỉ? Chẳng biết ai nuôi được suốt thế. Nó một người thì nó làm thì làm được một cái lán nhỏ cho nó. Nhưng mà không làm. Đúng rồi. Nếu mà không thì làm một cái nhà tôn bé bé cho nó ở thôi. Qua là làm như thế nó tạm bợ quá, mai này lại phải làm đi làm về. Cho nằm trong cái đống chăn như thế này xong là cho nó uống sữa. Đói. Với một cánh tay thôi, làm cái gì cũng khó nhỉ. Một tay thì làm cái gì cũng khó. Ra ngoài này phát ra khỏi cái bếp lửa là thấy xương nó phủ mịt mù ở đây luôn. Đấy các bạn xem này. Ngay trước mặt Tuấn Nùng thôi. Rất là mịt mù. Cọ cho trâu này. Rơm cho trâu này. Cũng gần hết rồi. Ô, bà băm rau lợn á. Cái này cho lợn ăn hay là cho con trâu ăn đấy? Bà không biết nói tiếng phổ thông.
Con lợn đang rét run cầm cập. Lạnh quá các bạn xem con lợn nó rét run cầm cập luôn. Trời lạnh quá. Xương nó răng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy những cái hạt xương rơi. Những con trâu ở những cái chiếc chuồng trâu như thế này, nếu mà rét quá là phải lấy bạt quay hết xung quanh, không quay là con trâu cũng rất là dễ bị chết rét. Đun nước nóng thả vào, cái này chắc là cho lợn ăn, nhưng mà Tuấn cũng thấy hình như toàn cỏ thôi, toàn là lá cỏ thôi. Thế là cho con lợn ăn á. Nhà A Tráng thì cũng lấy được rất là nhiều củi về để đây rồi. Củi này thì Tết là đun được. Cậu bé này thì bố mẹ đi làm ở tận Đắk Lắk, nên là Tết năm nay thì có lẽ là mới về, nên là chơi một mình. Chắc là con của nhà anh trai A Tráng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái nồi cám ngô. Đấy, cám ngô cho lợn. Lạnh quá nhỉ, cái này lạnh quá. Thế cơm tối là ăn cơm với bà thế à? Tí mới nấu á? Tự nấu á? Tự nấu. Thế rau làm kiểu gì? Rau từ đó tí đơn bà nấu thì ăn với bà. À, rau là ăn với bà. Còn cơm thì mình khác tự nấu rồi. Cái đàn bóng này cháy không sáng. Không sáng á. Cái ổ điện này còn thấy nó hở hết rồi. Chắc là cháy bóng rồi. Lâu quá. Tối thật. Trong nhà thì rất là tối. Vậy là cái quý mua sữa cho em bé thì vẫn còn khoảng độ 1 triệu tư nữa. Khi nào hết thì gọi cho anh lại mua cho em bé nhé. Em vất vả, bây giờ em không kiếm được ra tiền thì cũng được ông bà với lại các bác hỗ trợ giúp đỡ thôi. Cảm ơn các bác và bà đã hỗ trợ cho mình. Không có thì con thì cho mua sữa cho con. Không có tiền mua sữa cho con. Đúng cái lúc nhận một em bé về để làm con nuôi trong tay lại không làm được cái gì, như thế vất vả nhỉ. Thôi mình cũng làm phước thôi, nuôi một đứa con gái như thế này lớn lên nó biết chăm bố mẹ là tốt rồi. Khoảng 1-2 năm nữa nó biết ăn cơm rồi thì nó cũng đỡ hơn. Bây giờ thì vẫn phải uống sữa thôi. Đấy, có 1-2 năm nữa như cậu bé này, chỉ có suốt ngày chơi chạy nhảy một mình thôi. Nó không có bạn chơi nhỉ? Không có bạn chơi nên là cứ đi một mình chạy nhảy một mình thôi. Con lợn này lạnh quá rồi. Nó không muốn chạy đi đâu rồi. Nó lạnh quá. Đấy, khác đi chơi một mình nhé. Còn nếu mà trời lạnh quá là cái chuồng trâu cũng phải quay bạt á. Cũng quay bạt là sợ con trâu chết rét đấy nhỉ.
Tối em cứ pha cái bột ăn dặm kia cho bé ăn thử nhé. Cho nó ăn loại ngọt trước cũng được. Có hai loại đấy, một loại ngọt, một loại mặn. Cái xanh ra trời kia là cái ngọt. Còn cái xanh lá cây kia là có rau, có thịt. Đó là loại bột ăn dặm mặn. Còn cái hộp sữa, hai hộp sữa to này thì vẫn là cái sữa hay mua cho bé thôi. Xong là em pha cho em bé uống, bà pha cho em bé uống. Em cũng bảo bà nhá, cái kia không phải pha như sữa cho ăn qua cái bình đâu. Cho ra đĩa ấy. Cho ra cái đĩa xong là cho nước nóng vào. Xong là khoáng nó đặc lên. Xong là chỉ cần bón cho em bé ăn thôi. Một tay thật là vất vả, làm cái gì cũng khó. Đấy, còn bỉm thì hết bỉm nên là nhà em mới mua mỗi cái bỉm tã về thay thôi. Bỉm loại rẻ. Hôm nay thì anh cũng mua cho một cái bịch bỉm, bỉm quần này thì nó sẽ tốt hơn, em bé sẽ ấm hơn. Đấy. Hết sữa thì lại bảo anh lại tiếp tục đồng hành cùng em bé, mang tấm lòng của ông Danh Trung, của bà Minh Tâm, của bác Bình Hồ lên cho bé Thúy Xuân. Hơi lạnh một chút nhỉ. Đấy, em bé đang nhìn bỉm ấy, bỉm đây này, bỉm một con đây này. Đấy, thấy không? Sữa của con đây này. Đấy, tò mò chưa? Đấy, nhìn thấy sữa rồi. Nhìn thấy đồ ăn dặm rồi. Tối nay lại được ăn ăn bột ăn dặm, ăn thử bột ăn dặm nhá. Tối nay cho nó ăn xem. Nó ăn chó ăn nhân quá. À. Nhưng mà em bé mập mạp như thế này trộm vía nó không ốm đau bệnh tật gì cả. Em bé cứ lớn khỏe mạnh như thế này là vui lắm rồi. Nói thật ra là mình không có cái niềm vui nào bằng con mình khi nào cũng khỏe mạnh. Đấy, không nhõng nhẽo, không ốm vặt, thế là vui rồi. Mẹ bé thì đi làm chắc là hết tuần mới về á. Hết tuần mới về. Đi đào sắn thuê ở Suối Đỏ thuộc xã Chiến Phố. Thôi, bác Tuấn đi về đây. Bye bye nha, bác Tuấn về nha. Tuấn Hùng cũng xin chân thành cảm ơn chú Danh Trung, cô Tâm Minh với lại anh trai Bình Hồ đã gửi thêm mỗi cô chú, anh chị thêm 500.000 đồng nữa để hỗ trợ cho bé Thúy Xuân này mua bỉm và mua sữa, mua bột ăn dặm để cho bé Thúy Xuân này có được những cái thực phẩm, lương thực thực phẩm của bé để bé ăn nhanh chóng lớn. Chứ còn á tráng này thì một tay bây giờ bị hoại tử là nó chẳng có giá trị sử dụng nữa rồi. Bây giờ coi như là cái tay phế, tàn phế, không làm được gì. Chỉ gọi là giữ được cái cánh tay ở trên người thôi, cho nó có nhìn đẹp thôi. Chứ không nếu mà cắt bỏ đi thì bây giờ thành tráng cụt rồi. Nhê. Cắt bỏ đi thì bây giờ gọi là tráng cụt lộ. Đấy, cũng chỉ vì miếng ăn, chỉ vì động phải con rắn, không may bị con rắn nó cắn cho bị hoại tử cái cánh tay. Cũng chữa được cái hoại tử. Bây giờ là cái cánh tay là đang đắp thêm thuốc nam để cho nó kéo thịt, cho nó ra thịt nhanh, che được cái phần xương kia. Đấy là mong muốn của A Tráng. Chiều nay thì Tuấn Nung cũng mời quý vị khán giả cùng Tuấn Nung đồng hành lên thăm bé Thúy Xuân. Còn bây giờ thì Tuấn cũng xin phép di chuyển đi về thôi. Bye bye nha. Bác bài con nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rất là đáng yêu luôn, rất là mập mạp, trắng trẻo, đáng yêu lắm. Úi trời ơi, cười. Vui quá, cười. Thôi, và bố mẹ là anh đi về nhé. Mệt chế lắm. Ô, chim nào lô. Đi về thôi, lạnh lắm, ở trên này lạnh lắm. Thôi, Tuấn Hùng đi về thôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các tấm lòng đã chia sẻ yêu thương đến cho bé Thúy Xuân. Tấm lòng của ông bà thì mai này bé lớn lên, bé thành một người rồi. Thành một người con gái. Mong sao bé có học vấn tốt và bé sẽ đến thăm ông bà. Để thăm các bác. Các ông bà, các bác đã gửi tiền để nuôi bé. Bây giờ bố Tráng của bé thì không lao động, không kiếm ra tiền. Đấy. Mẹ bé thì cũng đi làm thuê trang trải kiếm vài đồng. Một mắm muối mịt chính thôi. Ở đây thì đi đào sắn thuê ngày được khoảng 100, 120 thôi. Chứ còn nếu mà đào
người ta trả 200 hay 300 một công ấy, một ngày ấy, thì cái tiền đấy người ta để đi mua sắn còn nhanh hơn là đi đào nhỉ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Tùng Hà Giang. Sương mù bao phủ khắp nơi rồi, rất là lạnh. Tuấn Tùng xin phép đi về thôi.